Thì chương 518 xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại đến với tập 14 trong bộ học tiếng Trung qua những câu chuyện hay. Câu chuyện của chúng ta hôm nay là một câu chuyện rất đẹp có tên là Ỷ Hứa Tảng Cao. Ỷ Hứa Tảng Cao, một hộp bánh gato. Suo chỉ lái, ỷ chinh sư hào chỉ nén chén tờ sư lờ. Suo chỉ lái, nhắc lại, ỷ chinh sư đã là hào chỉ nén chén tờ sư lờ. Việc của mấy năm trước rồi. Suo chỉ lái, ỷ chinh sư hào chỉ nén chén tờ sư lờ. Ỷ thiên bàn quản, ủa càng yào sổ sang sụ sơ tờ mấn chú chữ. Ỷ thiên bàn quản, bàn quản là chập tối hoặc lúc gần tối. Ỷ thiên bàn quản, chập tối hôm đó. Sủa sang, khóa, sụ sơ tờ mấn, cửa của ký túc xá. Chú chữ, đi ra ngoài. Ỷ thiên bàn quản, ủa càng yào sổ sang sụ sơ tờ mấn chú chữ. Ỷ thiên bàn quản, ủa càng yào sổ sang sụ sơ tờ mấn chú chữ. 姐姐急忙跑来递给我一盒生日蛋糕. 姐姐, chị gái, 急忙, vội vã, 跑来, chạy đến, 递给我, đưa cho tôi, 递 là đưa. 一盒, một hộp, 生日蛋糕, bánh gato sinh nhật. 姐姐急忙跑来, 递给我一盒生日蛋糕. 她说, 本来想给我, cáo cửa sân rư quả huệ. Tha xua, chị ấy nói, bẩn lái, lẽ ra. Cáo ở đây là một động từ thay thế cho một cái động từ cụ thể nào đó. Ở đây chúng ta dịch là tổ chức hoặc là làm. Sân rư quả huệ, bữa dạ tiệc sinh nhật. Xiang cái úa cáo cửa sân rư quả huệ, muốn làm một dạ tiệc sinh nhật cho tôi. Tha xua, bẩn lái, xiang cái úa cáo cửa sân rư quả huệ. Tàn căng chia tàu thông chư, quản sàng yào chú chai, mấy sứ chen cảo lơ. Tàn nhưng mà, căng vừa mới, chia tàu nhận được, thông chư, thông báo, quản sàng buổi tối, yào phải chú chai đi công tác. Mấy sứ chen không có thời gian cảo tổ chức hoặc làm, mấy sứ chen cảo lơ, không có thời gian tổ chức nữa. Tàn căng chia tàu thông chư, quản sàng yào chú chai, mấy sứ chen cảo lơ. Ủa yên vầy ghế yếu chí sử yào chú chữ. Ủa yên vầy tôi bởi vì ghế yếu cũng có. Chí sử việc gấp, yào chú chữ cần phải đi ra ngoài. Ủa yên vầy ghế yếu chí sử yào chú chữ. Chiều xuân sổ bả nạ hứa tàn cao. Phàng trái khảo mẫn khẩu tớ chua dự sàng lợ. Chiều xuân sổ bả nạ hứa tàng cao. Phàng trái khảo mẫn khẩu tớ chua dự sàng lợ. Chiều liền xuân sổ tiện tay. Bả nạ hứa tàng cao. Phàng trái, chúng ta sẽ dịch động từ phàng trước. Để cái hộp bánh gato đó trải ở khảo mẫn khẩu tớ chua dự sàng lợ. Trên cái bàn ở cạnh cửa sổ ra vào. Chiều xuân sổ bả nạ hứa tàng cao, phàng trái khảo mẫn khẩu tớ chua dự sàng lờ. Nà sử liếu xì xì tớ chua dự. Nà sử đó là liếu xì xì tớ chua dự, bàn của Lưu Tây Tây. Quán dự xí hậu, ủa huấy tàu sụ sở, u dự lý thơ bế rửa nào. Quán dự xí hậu, ủa huấy tàu sụ sở, u dự lý thơ bế rửa nào. Quán chữ xí hậu, chữ là tự, chữ xí là tự học. Quán chữ xí hậu, sau khi tự học buổi tối xong. Ủa huấy tảo sụ sửa, tôi trở về ký túc xá. U dự lý trong phòng, thừa bía rửa nào. Rửa nào là náo nhiệt, thừa bía rửa nào, vô cùng náo nhiệt. Quán chữ xí hậu, ủa huấy tảo sụ sửa, u dự lý thừa bía rửa nào. Ba chiều cơ nữ hái chữ với trợ liếu xì xì. Cơ cơ sầu trung ná trợ ý khoai tàng cao. Cao cao xinh xinh tờ chư trợ. Ba chiều cơ nữ hái, tám chín cô gái. Với trợ vây quanh liếu xì xì, Lưu Tây Tây. Cơ cơ, mỗi người sầu trung trên tay. Ná trợ cầm ý khoai tàng cao, một miếng bánh gato.
cao cao xinh xinh, cao cao xinh xinh的吃着, ăn một cách rất là vui vẻ. 8-9个女孩子围着刘西西, 个个手中拿着一块蛋糕, 高高兴兴地吃着。我忽然想起姐姐送来的蛋糕。我忽然, tôi đột nhiên, 想起, nhớ lại, 姐姐, chị gái, 送来的蛋糕。姐姐送来的蛋糕, chúng ta dịch蛋糕 trước, cái bánh gato, 姐姐送来, mà chị gái mang đến。我忽然想起姐姐送来的蛋糕。可我还来不及弄清这是怎么回事。可 nhưng mà, 我还 tôi vẫn 来不及 chưa kịp 弄清hiểu rõ 这是 đây là 怎么回事 chuyện gì chuyện thế nào。可我还来不及弄清这是怎么回事。刘西西就拉着我的手，兴奋地对我说。刘西西溜呆呆就拉着我的手，脸kéo tay tôi。拉 là kéo， 兴奋地对我说，兴奋 tức là hào hứng hoặc hưng phấn， 兴奋地对我说。Nói với tôi một cách hào hứng. Liễu Xi Xi chiều la trở của tớ sổ, xin phân tớ tuổi của xua. Ủa chân cao xỉnh, chinh ráng yếu rắn chứ tạo, ủa chín thiên của sân rử, thưa ý cấy ủa xung lái y hứa tảng cao. Ủa chân cao xỉnh, tớ thực sự rất vui. Chinh ráng là thể hiện một cái điều gì đó, trái ngược với cái dự tính hoặc suy nghĩ trước. Chinh rán, không ngờ, hiểu rấn, có người, chư tạo biết, của chín thiên, tớ hôm nay, của sân rử, đón sinh nhật. Thừa ý, tức là đặc biệt làm một cái điều gì đó, tức là làm một điều gì đó với một cái sự chuẩn bị, hoặc là một cái điều dành riêng, một cái việc làm riêng cho ai đó. Thừa ý, cái của sung lái, đặc biệt còn mang đến cho tớ, ý hứa tàng cao, một hộp bánh gato. 我真高兴，竟然有人知道我今天过生日，特意给我送来一盒蛋糕。蛋糕上面还有漂亮的花盒子，可惜你回来晚了，没看见。蛋糕上面 bên trên cái bánh 还有 còn có 漂亮的花盒子， hoa và chữ rất đẹp。Khửa si, tiếc là, nỉ khuấy lái vạn lơ, bạn về muộn rồi, mấy khan triển, không nhìn thấy được. Tảng cao sang mía, khái yếu phiêu lèng tờ hoa, khứa chữ. Khửa si, nỉ khuấy lái vạn lơ, mấy khan triển. Ủa ý xa chữ, xá giản lơ. Ủa tôi ý xa chữ, trong phút chốc, xá giản lơ, ngây người ra. Xá là ngốc và giản là mắt, xá giản tức là ngây người ra. 我一下子傻眼了。刘西西把一块蛋糕递到我手里。刘西西溜呆呆把一块蛋糕递到我手里。把一块蛋糕递到我手里。đưa một miếng bánh vào tay tôi。刘西西把一块蛋糕递到我手里。他们都说不知道是谁送的蛋糕，你是最后一个离开宿舍的。他们都说 họ đều nói 不知道 không biết 是谁送的蛋糕 là bánh gato do ai mang đến。你是最后一个 bạn là người cuối cùng 离开宿舍的 rời khỏi ký túc xá。他们都说不知道是谁送的蛋糕，你是最后一个离开宿舍的。我猜你一定看见了，告诉我那个人是男的还是女的。我猜得đoán你一定 bạn nhất định 看见了 đã nhìn thấy。告诉我 nói cho tớ biết。那个人 người đó sư nán tơ là con trai hay sư nữ tơ hay là con gái.
我猜你一定看见了，告诉我，那个人是男的还是女的？这时候有人开玩笑地说，lúc này有人có người khai hoàn xiao de shuo, nói đùa rằng. Zhe shihou you ren kai hoàn xiao de shuo. Yi ding shi nü de, zan men xi xi zhang de zhe me chou, na li hui you nan hai zi xi huan ma. Yi ding shi nhất định là nü de, con gái. Zan men xi xi tay tay của chúng ta, zhang de zhe me chou, xấu như thế này. Ná lỷ huệ, làm gì, dẫu ná hải tử, có con trai, sỉ hoan mà, thích chứ. Ná lỷ huệ, dẫu ná hải tử, sỉ hoan mà, làm gì có con trai, thích chứ. Ý tình sư nữ tớ, chả mần xí xí, chẳng tớ chưa mở chậu, ná lỷ huệ, dẫu ná hải tử, sỉ hoan mà. Xí xí liền sang, xẻn chú, y điển sư vọng. Xi xi liền sang trên mặt tây tây, xiển chu hiện ra, y tiả một chút, sư vọng, thất vọng. Xi xi liền sang xiển chu y tiển sư vọng. Tha yáo trở vỡ tờ chiên. Nì khoai xua mà, nì khoai xua mà. Tha cậu ấy yáo trở lắc vỡ tờ chiên, vai của tôi, chiên trong từ chiên bảng là vai. Tha yáo trở vỡ tờ chiên, cô ấy lắc vai tôi. Nì khoai xua mà, bạn mau nói đi. Tha yáo trở vỡ tờ chiên, nì khoai xua mà, nì khoai xua mà. Nà ý khở, ủa chi hú, yáo ta sớm khẳng chú lại. Nà ý khở, trong giây phút đó, trong khoảnh khắc đó, ủa chi hú, tôi dường như. Yáo muốn, ta sớm khẳng chú lại, hét lên thật to. Nà ý khở, ủa chi hú, yào ta sớm khẳng chú lái. Chờ tàn cao, sư ủa chìa chìa, xung cấy ủa tơ. Chờ tàn cao, cái bánh gà tô này, sư ủa chìa chìa, xung cấy ủa tơ, là chị gái tôi tặng cho tôi. Chờ tàn cao, sư ủa chìa chìa, xung cấy ủa tơ. Khở sư, nhưng mà, khẳng tạo, nhìn thấy, nà ý trang trang, xin cao trái lìa tờ lẹn. Xin cao trải lìa là vui mừng, hào hứng. Xin cao trải lìa tờ lẻn, những gương mặt hào hứng, vui mừng. Khở sư, khan tao nà y trang trang, xin cao trải lìa tờ lẻn. Hứa xì xì, trung mạng chi tài tờ mù quang. Từ cái chữ xì xì cho đến mù quang này là một cụm danh từ, chúng ta sẽ dịch mù quang trước. Ánh mắt, trung mạng, tràn đầy, chi tài, hy vọng, mong đợi. Xi xi trung mãn chi tài tớ mù quang, ánh mắt tràn đầy hy vọng của Tây Tây. Ủa bù rẩn rằng ta gia xảo xỉnh, cầng bù rẩn rằng xi xi chu chậu. Ủa bù rẩn, tôi không nỡ hoặc không nhận tâm, rằng ta gia khiến cho mọi người xảo xỉnh, mất hứng. Cầng càng, bù rẩn không nỡ, rằng xi xi khiến cho Tây Tây chu chậu, mất mặt. Ủa bù rẩn rằng ta gia xảo xỉnh, cầng bù rẩn rằng xi xi chu chậu. Yu shi, wo chi hao jiang cuo jiu cuo de, shuo le ge huang. Yu shi, thế là, wo chi hao, tôi đành phải, jiang cuo jiu cuo, đã sai thì sai cho chót, shuo le ge huang, nói dối rằng, shuo huang là nói dối. 于是我只好将错就错地说了个谎. 是一个很帅的男孩. 是一个 là một, 很帅的男孩, anh chàng rất đẹp trai. 是个很帅的男孩. 好啊, 随着CC的欢呼, 大伙一起鼓掌. 好啊, tuyệt quá. 随着 là cùng với, đi cùng với hoặc theo kèm. Xi xi tờ hoan hô, tiếng reo của Tây Tây. Ta hủa, mọi người. Y chí, đồng thanh. Cú trảng, vỗ tay. Hào á, xuế trở xi xi tờ hoan hô. Ta hủa, y chí, cú trảng. Yêu rấn xua lợ ý chữ. Ý tình sử nả cơ rấn thâu thâu tờ xỉ hoan sang lỉ lơ.
有人có người说了一句nói một câu ý định sự nhất định là nả cửa dẫn ai đó thâu thâu tở lén lút hoặc thầm âm thầm sĩ hoan sang lỉ lơ thích bạn rồi ý định sự nả cửa dẫn thâu thâu tở sĩ hoan sang lỉ lơ nhất định là có ai đó thầm thích bạn rồi 有人说了一句, 一定是哪个人偷偷地喜欢上你了。 CC笑了, Tây mỉm cười. 半夜, CC推醒我, 悄悄地问我。 半夜, nửa đêm, CC Tây Tây推醒我, lay tỉnh tôi dậy. 推 là lay và xỉn là tỉnh. 推醒 là lay ai đó tỉnh dậy. Chiao chiao là nhẹ nhàng, khẽ khẽ. Chiao chiao tờ vân ủa, khẽ khẽ hỏi tôi. Bàn yê, xì xì, thuê xín ủa, chiao chiao tờ vân ủa. Nà gờ nán khái, sư bú sư ủa mến liên chí tờ. Nà gờ nán khái, chàng trai đó, sư bú sư có phải là ủa mến liên chí tờ, khóa của chúng ta không? 那个男孩是不是我们年级的? 我摇摇头, 摇头 là lắc đầu, 我摇摇头, tôi lắc lắc đầu. 他又问,是不是我们学校的? 他又问, cô ấy lại hỏi, 是不是, có phải là, 我们学校的, học sinh của trường chúng ta không? 他又问,是不是我们学校的? 我只好解释, 天太黑, 我看不清那个人的脸。 我都只好, đành phải, 解释, giải thích, 天太黑, trời tối quá, 我看不清, tôi không nhìn rõ, 那个人的脸, mặt của người đó. 我只好解释, 天太黑, 我看不清那个人的脸。 以后的几个星期, 宿舍里周末的中心话题都是关于送蛋糕给CC的那个男孩. Câu này hơi bị dài một chút ạ. 以后的几个星期, mấy tuần sau đó, 宿舍里, trong ký túc xá, 周末的中心话题, 话题 là chủ đề, 中心 là trung tâm, 周末 là cuối tuần. 周末的中心话题, chủ đề trung tâm vào cuối tuần. 都是, đều là, 关于, liên quan đến, 送蛋糕给CC的那个男孩, chàng trai mà đã mang bánh gato tặng cho Tây Tây. 以后的几个星期, 宿舍里周末的中心话题, 都是关于送蛋糕给CC的那个男孩. 虽然谈不出什么结果，却为我们找到了一个有趣的话题。虽然, tuy rằng, 谈不出, nói không ra, 什么结果, kết quả gì. 却, mà lại, 为我们, 为 là cho ai đó, vì ai đó. 找到, tìm được, tìm thấy, 一个有趣的话题. Hoa thí, chủ đề, yếu chùy, thú vị. Vậy, của mình, trảo tạo lời ý cửa, yếu chùy tờ hoa thí, tìm được cho chúng tôi một chủ đề thú vị. Suy rán, thán bù chú, sở mất chìa của, chùy vậy, của mình, trảo tạo lời ý cửa, yếu chùy tờ hoa thí. Chien chien tờ, của mình, đâu hoang lờ, chờ chien sự. Chien chien tờ, dần dần, của mình, đâu, chúng tôi đều, quang lờ, quên đi, chờ chén sự, chuyện này. Chien chien đờ, của mình đâu quang lờ, chờ chén sự. Chỉ sự ẩu rán, yếu rấn xiang xì xì, vân sang ý chữ. Chỉ sự, chỉ là, ẩu rán. Ẩu rán thì có nghĩa là ngẫu nhiên hoặc thỉnh thoảng. Ở trong trường hợp này nó có nghĩa là thỉnh thoảng. Yếu rấn, có người, xiang xì xì, vân sang ý chữ, hỏi Tây Tây một câu. Chỉ sự ẩu rán, yếu rấn xiang xì xì, vân sang ý chữ. 那个神秘的男孩有没有消息? 那个神秘的男孩, 神秘的thần bí,
那个神秘的男孩，chàng trai thần bí đó, 有没有消息? 消息là tin tức. 有没有消息? Có tin tức gì không? 那个神秘的男孩, 有没有消息? 而 CC 总是摇头, 还故意加上一声叹息。而嘛 CC 对对总是 luôn 摇头 lắc đầu, 还 còn 故意 cố ý, 加上 thêm vào 一声 một tiếng 叹息 thở dài. 而 CC 总是摇头 还故意加上一声叹息. 毕业前的一天 CC 一个人靠着窗口坐着。毕业前的一天, một hôm trước khi tốt nghiệp, CC 一个人, tây tây một mình, 靠着窗口坐着, ngồi dựa vào cửa sổ. 手里拿着一条粉色的绸带, 手里张呆拿着跟一条một sợi, 粉色的绸带, 绸带sợi dây lụa, 粉色màu hồng, 粉色的绸带sợi dây lụa màu hồng.手里拿着一条粉色的绸带。也许除了 CC 之外，也许có lẽ除了怎么怎么怎么以外或之外，ngoài gì đó ra，除了 CC 之外，ngoài tay tay ra，也许除了 CC 之外，只有我还记得这绸带正是我生日蛋糕盒上的那一条。Chứ yếu ủa, chỉ có tôi, hãy chỉ tớ vẫn còn nhớ, chờ chấu tại sợi dây lụa này, chẳng sự chính là, của sân rư tảng cao hứa sảng tớ là y theo, cái sợi buộc ở trên cái bánh sinh nhật của tôi. Chứ yếu ủa, hãy chỉ tớ, chờ chấu tại, chẳng sự của sân rư tảng cao hứa sảng tớ là y theo. Khăn tao tha là phú yàng zi, bố khấn xiáng bả chân xiáng cao sủ tha.看到nhìn thấy他那副样子样子的�áng vẻ phụ là lượng từ他那副样子dáng vẻ đó của cô ấy 我很想tôi rất muốn 把真相告诉他câu chữ 把 chúng ta dịch động từ trước 告诉 nói cho cô ấy 真相 sự thật 看到他那副样子 我很想把真相告诉他 好让他死了那份心 可总也开不了口好让để cho khiến cho好让他để cho cô ấy sự lơ là phân xin từ bỏ hy vọng đó cửa nhưng chúng nhẹ khai của léo khẩu luôn khai của léo khẩu không mở được miệng hảo rằng tha sự lơ là phân xin cửa chúng nhẹ khai của léo khẩu hậu lái CC要跟随家人到国外去了后来sau đó sau này CC tây tây要phảicân suối đi cùng với theo cùng cha lẫn người nhà tao của ngoài truy lở đi ra nước ngoài hậu lái CC do cân suối cha lẫn tao của ngoài truy lở của xe tình chuyển xin do họ bà chân xiang cao sủ tha của xe tình chuyển xin chuyển xin là sự quyết tâm xe tình chuyển xin hạ quyết tâm bà chân xiang cao sủ tha nói với cô ấy sự thậtWa xia jue xin ba zhen xiang gao su ta. Ke shi dang wo kan jian ta qi zai tou shang de na tiao fen se chou dai shi. Ke shi nying ma dang shenme shenme shi khi zi da wo kan jian dou nhìn thấy ta qi zai tou shang de na tiao fen se chou dai sợi dây lụa màu hồng mà cô ấy thắt trên đầu.可是当我看见他系在头上的那条粉色绸带时我的心立即又软了下来我的心在tim tôi立即lập tức又软了下来 lại mềm lại 我的心立即又软了下来他所表露的那份少女特有的期待让我深深的感动他所表露的那份少女特有的期待 cái này hơi bị khó dịch một chút nó là một cả một cụm danh từ chúng ta sẽ dịch từ期待trước期待sự mong đợi sự mong chờ 少女特有 chỉ có ở một cô thiếu nữ 他所表露 mà cô ấy thể hiện ra 他所表露的那份少女特有的期待
sự mong chờ đặc biệt của một thiếu nữ mà cô ấy biểu hiện ra. Ràng ủa khiến cho tôi sân sân đỡ cảm tùng, cảm động sâu sắc. Tha số biểu lưu đỡ nà phấn sao nữ thưa yếu đỡ chi đại, ràng ủa sân sân đỡ cảm tùng. 我终于什么都没有说，既虽将错就错。我终于, cuối cùng thì tôi, 什么都没有说, không nói gì cả, 继续, tiếp tục, 将错就错, đã sai thì sai cho chót, hoặc đâm lao theo lao. 我终于什么都没有说，既虽将错就错。 让他带着这场甜蜜的梦上了飞机，飞向不可预知的未来。 让他, để cô ấy, 带着, mang, đem theo, 这场甜蜜的梦, giấc mơ ngọt ngào này, 上了飞机, lên máy bay, 飞向, bay tới, 不可预知的未来, vậy là tương lai, 预知 là đoán trước, 不可预知, không thể đoán trước được. Phải xem bù khở yu chư tở vầy lái, bay đến một tương lai không thể đoán trước. Rằng tha tài trở trở trạng thiến mì tở mộng, sang lở phê chi, phải xem bù khở yu chư tở vầy lái. Liệu nhá khẩu tở y thiên, xì xì ý sư lãng cơ hái giữ tơ mũ chín. Liệu nhá khẩu tở y thiên, một ngày của 6 năm sau, xì xì ý sư, tây tây đã là lãng cơ hái giữ tơ mũ chín. Mẹ của hai đứa trẻ. Liệu nhá khâu tờ y thiên, xì xì ý chính sử lãng cơ hải tử tơ mũ chinh. Trang phụ sư ý vầy mẩy chí hóa lấn. Trang phụ chồng sư là ý vầy một vị mẩy chí hóa lấn, người Mỹ gốc Hoa. Trang phụ sư ý vầy mẩy chí hóa lấn. Đang rắn, tha khâu lái chung ý chư đạo lờ, nà cớ sủa vầy nán hái sùng tan cao tờ sư. Chỉ sư y trạng mấy ly tờ ưu huệ. Tang rán, đương nhiên, tha hậu lái, sau này cô ấy, trung ý cuối cùng thì, chư tạo, biết. Nà gỡ sủa vế, ná khái sung tha tàn cao tờ sư, là một cụm danh từ. Cái việc sủa vế gọi là, ná khái sung tàn cao, chàng trai tặng bánh gà tô. Nà gỡ sủa vế, ná khái sung tàn cao tờ sư, việc mà có chàng trai tặng bánh gà tô. Chữ sự chỉ là y chẳng mấy ly tờ u khuẩy, một sự hiểu lầm đẹp đẽ. Tang rắn, tha hậu lái trung ý chư tạo lờ, nà cớ sủa vầy ná khái sùng tan cao tờ sự, chữ sự y chẳng mấy ly tờ u khuẩy. Tàn, nhưng tha bình mấy yếu, cô ấy không hề chứa quài ủa, trách móc tôi. Tàn, tha bình mấy yếu chứa quài ủa. Xem phản, tha cả siêu ủa, kể lơ tha ý toán. Mấy ly tờ huấy ị. Xiang phản, ngược lại, tha cả xìa ủa, cô ấy cảm ơn tôi. Cảy lơ tha đã cho cô ấy ý toàn, một đoạn, mấy ly tờ huấy ị, hồi ức tuyệt vời. Mấy ly tờ huấy ị, hồi ức tuyệt vời. Xiang phản, tha cả xìa ủa, cảy lơ tha ý toàn, mấy ly tờ huấy ị. Tha khái xua, tăng tha nữ ở 13 xoay xứ. Tha khái xua, cô ấy còn nói, tăng, chấm 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 sứ, khi gì đó, tha nữ ở, con gái của cô ấy, 13 xuây, được 18 tuổi. Tha khái xua, tăng tha nữ ở, 13 xuây sứ. Tha huy bả trở toàn quảng sử, tăng chúa ý cơ mấy lì tờ xiao hoa, giáng cấy nữ ở thêm. Tha huy, cô ấy sẽ, bả trở toàn quảng sử, tăng chúa ý cơ mấy lì tờ xiao hoa. Bả sở mơ tăng chua sở mơ là coi cái gì đó như cái gì. Bả chưa toàn quảng sử, coi cái việc cũ đấy. Tăng chua như là ý cửa mấy ly tờ xeo hoa, một câu chuyện cười đẹp đẽ. Chiáng cấy nữ ở thiên, kể cho con gái nghe. Thá hồi bả chưa toàn quảng sử, tăng chua ý cửa mấy ly tờ xeo hoa, chiáng cấy nữ ở thiên. Nguyên lái, bình bố sử số yếu tờ ưu khuẩy, tâu khuẩy liễu xa ý hẳn. Nguyên lái thì ra, bình bố sử không phải là số yếu tờ ưu khuẩy, tất cả những hiểu lầm, tâu khuẩy đều sẽ liễu xa để lại ý hẳn, sự nuối tiếc, sự ân hận. Nguyên lái, bình bố sử số yếu tờ ưu khuẩy, tâu khuẩy liễu xa ý hẳn. Nhiều sử hấu, chàng chua chiều chua, nhờ nắng chua chú, ý toán mấy lì tờ cụ sử lái. Nhiều sử hấu, có khi,
将错就错，đã sai thì sai cho chót,也能 cũng có thể chua chú sai thành ý toàn, một đoạn mỹ lý đỡ cụ sự lái, câu chuyện đẹp đẽ. 有时候, 将错就错, 也能做出一段美丽的故事来. Một câu kết rất là hay, phải không các bạn? À, và thưa các bạn, câu chuyện hôm nay như vậy là hết. Rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thời gian này Trần Lao Sư vô cùng bận rộn để gấp rút chuẩn bị cho website tiengchung518.com dự tính sẽ ra mắt vào ngày 18 tháng 5 hoặc nếu không kịp thì sẽ lùi lại vào ngày 30 tháng 5. Rất là cảm ơn các bạn luôn ủng hộ và quan tâm theo dõi những video của Trần Lao Sư. Thời gian này Trần Lao Sư không thể thường xuyên up video được nhiều như trước. Rất là mong các bạn sẽ ủng hộ Trần Lao Sư, giúp Trần Lao Sư tăng view hoặc là tăng comment. Trần Lao Sư luôn luôn vô cùng cảm kích và cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chết chết.